Nga tung video cường kích Su-25 phá hủy kho vũ khí của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy cường kích Su-25 phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, trong đó có kho vũ khí. Cường kích Su-25 của không quân Nga đã phá hủy các kho chứa vũ khí và đạn dược của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết trong một tuyên bố. Trong video được cơ quan này công bố, cường kích Su-25 xuất phát từ căn cứ và xác định mục tiêu. Cảnh quay tiếp theo cho thấy một đám cháy lớn bốc lên từ kho vũ khí bị tấn công. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm xảy ra sự việc, cũng như thiệt hại của cơ sở hạ tầng dưới mặt đất sau đòn công kích. Về Ukraine chưa bình luận về video này. Cường kích Su-25 được hãng Sukhoi thiết kế, chế tạo và đưa vào biên chế không quân Liên Xô năm 1981, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Cho tới nay, các phiên bản nâng cấp của Su-25 vẫn là cường kích quan trọng của không quân Nga với gần 200 chiếc trong biên chế. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine ngày 24 tháng 2. Tổng thống Vladimir Putin ngày 16 tháng 3 tuyên bố chiến dịch của quân đội Nga vẫn diễn ra theo kế hoạch, khẳng định nước này sẽ hoàn thành mục tiêu ở Ukraine và không nhượng bộ trước âm mưu giành quyền thống trị toàn cầu và xâu xé nước Nga của phương Tây. Sau 3 tuần chiến sự, giao tranh quanh thủ đô Kiev tiếp tục khi Nga tăng áp lực lên các mục tiêu lớn hơn. Trong khi đó, tình báo Anh nói rằng lực lượng Nga đang bị cầm chân ở hầu khắp các mặt trận và chỉ tiến thêm được rất ít. Ukraine hôm qua cho biết quân đội nước này mở các đợt phản công nhằm vào lực lượng Nga bên ngoài thủ đô Kiev và thành phố Kherson miền tây nam Ukraine. Kherson là thành phố lớn duy nhất của Ukraine mà lực lượng Nga kiểm soát được sau 3 tuần tiến hành chiến dịch quân sự. Phe ly khai tiến vào thành phố lớn thứ 3 Luhansk sẽ có nồi hầm khổng lồ ở miền đông Ukraine. Tờ VZ.ru mới đây đã tổng hợp các diễn biến mới nhất của chiến dịch quân sự của Nga ở miền đông Ukraine cùng nhận định của một chuyên gia quân sự về cái gọi là nồi hầm khổng lồ. Ít giờ trước, lưu ý về việc dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng LPR đã bắt đầu tiến công Severodonetsk, thành phố lớn thứ 3 khu vực Lugansk. Biên tập viên tờ báo Nga Những khẩu thần công của Tổ quốc Alexei Leonkrop đã nhận định trên tờ VZ.ru: Nếu chúng ta, Nga, tạo ra một nồi hầm khổng lồ ở Donbass, chúng ta thực sự sẽ tước đi cơ hội thoát khỏi nó của các lực lượng Ukraine. Vì vậy chúng tôi chỉ để lại cho họ một lối thoát mà họ có thể ra được. Nhà phân tích này cho biết thêm rằng sẽ rất có lợi cho phía Nga nếu đối phương rời bỏ các khu vực có dân cư. Tuy nhiên, đối với những cụm đề kháng mạnh và ngoan cố, phía Nga vẫn tạo ra các nồi hầm mini. Nhưng đồng thời chúng tôi, Nga sẽ không bỏ qua các hệ thống phòng thủ cố bám rễ. Giờ đây các lữ đoàn Ukraine đang bị nghiền nát và bao vây trong các nồi hầm mini như Severodonetsk. Chúng tôi, Nga sẽ triệt hạ từng phần, buộc họ phải đưa ra quyết định rằng sinh mạng của họ có giá trị hơn mục tiêu nắm giữ. Chính vì vậy, sau khi đánh giá tình hình, họ vẫn sẽ cố gắng rút lui. Nhưng nếu họ không tìm cách thoát ra, họ sẽ thấy cái kết ở đó. Được biết, giao tranh giữa dân quân LPR và các lực lượng Ukraine đang diễn ra tại ba hướng Tây Bắc, Đông Bắc và Đông của Severodonetsk. Còn về tình hình chung trên toàn Donbass, mới đây, đại diện dân quân LPR Ivan Filippenko đến thời điểm hiện tại thì rạng sáng ngày 18 tháng 3, họ đã kiểm soát được ít nhất 80% khu vực Luhansk. Ông Filippenko cũng lưu ý rằng vành đai phòng thủ Severodonetsk, Lysychansk, Rubenoyevsk và thành phố Popasnaya ở phía tây khu vực Luhansk gần ranh giới với khu vực Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phía Ukraine. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tướng Igor Konashenko, tại mặt trận Luhansk, dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR đã kiểm soát các khu dân cư Mikhailovka, Stavka, Botmanka, Vasievka và đang nỗ lực tấn công Venestoreskoye. Tại mặt trận Donetsk, với sự hỗ trợ của quân đội Nga, dân quân DPR đã đạt được những thành công đáng chú ý và chủ yếu ở hướng Nam với việc kiểm soát Volnovakha và tiếp tục đà tấn công vào nồi hầm Mariupol. Ở khu vực lân cận Golovka và Andiivka, phía Ukraine đã bị đẩy lui khỏi ít nhất hai khu dân cư. Tuy nhiên, một phần đáng kể khu vực Donetsk bao gồm các trung tâm lớn như Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka và Bakhmut, Artemovsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phía Ukraine. Lực lượng Ukraine tại đây vẫn tiếp tục tiến hành pháo kích vào Donetsk, Golovka, Makeyevka, Dolgaevsk và Zhytomyrnaya. Diện tích kiểm soát của lực lượng Ukraine ở Donetsk và Luhansk ngày càng giảm, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói về một bước đột phá nào đó. Một nước NATO sẵn sàng đưa S-300 cho Ukraine nếu điều kiện này được đáp ứng ngay lập tức.
Tiến trình thúc đẩy cung cấp các tên lửa S-300 cho Ukraine đang diễn ra. Các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Tổng thống Biden làm nhiều hơn nữa để giúp Ukraine có được vũ khí mà họ đang tìm kiếm. CNN đưa tin, Slovakia đã đồng ý sơ bộ về đề nghị cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không S-300 để chống lại các cuộc không kích từ Nga. Hãng tin Mỹ dẫn 3 nguồn tin nắm rõ vấn đề này cho biết, hiện Mỹ và NATO vẫn đang cân nhắc xem nên làm thế nào để củng cố khả năng phòng thủ của Slovakia sau đó. Do vậy, thỏa thuận chuyển nhượng này chưa được đảm bảo hoàn toàn. Theo hai nguồn tin trên, một trong 3 đồng minh NATO sở hữu hệ thống tên lửa S-300 muốn các hệ thống này sẽ được thay thế ngay lập tức nếu chuyển nhượng. Những nguồn tin nắm rõ tiến trình đàm phán cho biết, bất cứ quốc gia nào cung cấp S-300 cho Ukraine đều có khả năng nhận được hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bù đắp. Đức và Hà Lan đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ đưa các tổ hợp tên lửa Patriot tới Slovakia. Tuy nhiên, việc tích hợp hệ thống phòng không phức tạp mới vào cấu trúc quân sự hiện có của một quốc gia, cũng như đào tạo lực lượng của họ vận hành chúng, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Một nhà ngoại giao trong khu vực cho biết, việc Slovakia cung cấp S-300 cho Ukraine chưa phải là một thỏa thuận hoàn tất, nhưng lưu ý rằng Đức đang đưa tới các hệ thống tên lửa Patriot để hỗ trợ Slovakia phòng thủ. Nhà ngoại giao này cũng lưu ý rằng quân đội Slovakia sẽ không cần trải qua khóa huấn luyện bởi họ từng vận hành tổ hợp Patriot trong hoạt động chung với các quốc gia khác trước đây. Tiến trình thúc đẩy cung cấp thêm các tổ hợp S-300 cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang thúc giục chính quyền Tổng thống Biden hỗ trợ Ukraine có thêm hệ thống phòng không. Các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Tổng thống làm nhiều hơn nữa để giúp Ukraine có được vũ khí mà họ đang tìm kiếm, đặc biệt là sau khi chính quyền Mỹ phản đối kế hoạch cung cấp cho Ukraine các tiêm kích MiG-29 từ Ba Lan. Đại sứ quán Slovakia tại Washington hiện từ chối bình luận các thông tin liên quan. Theo CNN, một số đồng minh khác của Mỹ cũng tỏ ra rất thận trọng khi công khai những đóng góp của họ cho Ukraine. Bulgaria và Hy Lạp đang có các phiên bản S-300 hiện đại hơn. Hệ thống S-300 của Hy Lạp là một phiên bản khác so với các hệ thống mà Ukraine đang vận hành. Điều này đặt câu hỏi, nếu được cung cấp, liệu Ukraine có cần thêm các quá trình đào tạo vận hành để phát huy hiệu quả hay không? Ukraine bắt đầu phản công lực lượng Nga từ nhiều hướng. Giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này bắt đầu phản công lực lượng của Nga từ nhiều hướng khác nhau, làm thay đổi đáng kể tương quan của hai bên. Quân đội Ukraine đã tìm cách giáng đòn vào lực lượng của Nga và bắt đầu phản công ở một số khu vực. Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16 tháng 3 dẫn thông tin của Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải trên Facebook cho biết. Thông tin cho biết thêm, quân đội Ukraine đã khai hỏa tên lửa và thả bom vào các lực lượng của Nga với 9 đợt tấn công trên không nhằm vào đoàn xe quân sự và nhóm binh sĩ Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy 430 xe tăng chủ lực, gần 1.400 xe bọc thép các loại, 190 hệ thống pháo, 70 hệ thống phóng rocket, 84 máy bay, 108 trực thăng và 11 máy bay không người lái cùng các khí tải khác của Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolak cùng ngày cho biết, quân đội Ukraine đang bắt đầu phản công lực lượng Nga từ nhiều hướng. Điều này đã và đang thay đổi đáng kể tương quan của hai bên. Tuy nhiên, chi tiết về hoạt động phản công của Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc chiến sự ở Ukraine đang có xu hướng leo thang, bất chấp hai bên đang đàm phán nhằm tháo ngòi xung đột. Nga được cho là đang thay đổi chiến thuật, mở rộng tấn công sang các khu vực phía tây của Ukraine và tăng cường vây ép các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Kiev. Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ ngày 16 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng vận mệnh của Ukraine đang được quyết định. Ông kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục cung cấp khí tải quân sự giúp Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Moscow.